Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình để góp nhận top căng CSKF Round 2 nha tất cả các bạn. Mình không nhớ không lầm trước kia mình đã giới thiệu cho để làm chương trình để góp này các bạn làm Round 2 luôn các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mở Telegram gặp nút chữ tắt chat support đó bạn. Email gửi về gì các em có thử các bạn. Ui. Bỏ đi. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. E 2 3 A 4 V. Bạn gỡ cho bot nha các bạn. Rồi khi tham gia chương trình này góp này các bạn sẽ nhận được .1 token CFKF khoảng 10 đô. Token này nó sẽ list lên 4 sàn chay Uniswap, Arbit, sàn Bitsen. Đây thì các bạn bấm continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh giúp kênh share lên thì các bạn. Cho rằng mình đã nhớ không lầm mình có làm cái một. Rồi các bạn join tiếp kênh share lên các bạn để mình kiểm tra. Multi các bạn bấm vào multi các bạn. Rồi Twitter thì các bạn follow và Twitter tăng 3 người bạn các bạn. Câu này nó trong chương trình bán hàng phi sale hay sao? Kệ các bạn cứ làm đi các bạn. Đây mình đã thử các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã làm gấu 1 các bạn. Rõ ràng. Thì các bạn làm tiếp gấu 2 nha tất cả các bạn. Rồi xin vụ đầu tiên xuống đây thì các bạn chỉ việc like và tweet lên nè. Chích nhận như từ quýt nè các bạn. Tốc cần này hình như mình nó đã list trên sàn Uniswap chứ. Nó cũng chắc à. Mã còng Minh. Mã còng Go. Mã còng Ri. Các bạn từ quýt 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn bấm từ quýt nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm. Hello, anh John Gupkin, seller, submit, you, Telegram. Rồi, tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn vào setting, copy địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Link. Rồi, tiếp tục thì submit, you, the world, profile link. Tiếp tục thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nha bạn. Các bạn nhấp vào ba cho gặp bên trên cùng nữa, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gặp trên đầu, các bạn nhấp vào chia sẻ nữa các bạn. Thì tất cả các bạn gì sao chép liên kết nha tất cả các bạn. Rồi các bạn. Các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Token này sẽ list lên 4 sàn ở trên. Dù con chắc. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ RC20 bên địa chỉ con chắc của nó nữa các bạn. ETH. Các bạn có thể dùng địa chỉ bên ETH. ETH trên ví chocolate. Các bạn có thể copy con chắc của nó các bạn gỡ. Mình khuyên các bạn gỡ đi chia NH các bạn. Sau này token này nó có về thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cập nhật cho tất cả các bạn nha. Rồi các bạn gì bấm vào sao chép này các bạn. Rồi các bạn mở bot.
về một cái coi không thấy gì hết tới. Rồi tiếp tục thì các bạn việc bấm vào balance đi check số cần nha bạn. Rồi mình đã nhận được 0.1 token cần này. Rồi bạn bấm get link mình lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm thêm token cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.